Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 6 tháng 2 năm 2021, giá cá tra nguyên liệu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay duy trì ổn định ở mức 21.000 đến 21.500 đồng 1 kg. Hiện hầu hết các công ty đã ngừng mua cá nguyên liệu và chuẩn bị nghỉ Tết. Giá các mặt hàng tôm cũng chứng lại. Tại các địa phương như Bến Tre, Cà Mau, Bạc Liêu. Giá tôm thẻ size 20 con đang ở mức 200.000 đồng 1 kg, size 30 con 159.000 đồng 1 kg, size 40 con ở mức 156.000 đồng 1 kg, size 50 con 136.000 đồng 1 kg. Trong tuần qua, xuất khẩu tôm tăng trưởng 20% so với tuần trước nhờ các đơn hàng tại thị trường EU tăng lên. Về chi tiết giá tôm thẻ, giá tôm sú và giá cá ít hôm nay tại khu vực các tỉnh miền tây mời quý bà con theo dõi tại đường link bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.